Xin chào anh em, chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với Clickbait và mình là Trung Kiên. Và có thể nói rằng thì so với việc hàng mua hàng chính hãng, hàng mới, hàng công ty, và nhưng cũng có rất nhiều anh em lại ưa chuộng cái kiểu gọi là mua hàng cũ hay là hàng sách tay nhiều hơn. Thì hôm nay một dòng sản phẩm mà mình có thể nói rằng là nó thực sự rất đáng đồng tiền, cũng như rất đáng để cho anh em có thể phân vân nếu như mà cái kinh tế cũng như là cái tài chính của anh em nó thực sự là không quá dư giả, thì đó chính là chiếc Samsung Galaxy S8 phiên bản Hàn Quốc, hàng sách tay hàng cũ. Và với cái phiên bản này thì khi mà so với việc là chúng ta mua hàng chính hãng mới 100% thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền, phải gọi lên đến hàng triệu đồng. Và khi mà sở hữu cái sản phẩm này và cũng như là sử dụng cái sản phẩm này thì mình phải nói rằng là số tiền chúng ta phải bỏ ra nó rất đáng và không có gì phải bàn cãi cũng như là phàn nàn về cái vấn đề sử dụng cái chiếc máy đấy cả. Và với chiếc Samsung Galaxy S8 phiên bản Hàn thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ có khác biệt so với cả là những phiên bản hàng trước đây ở trên S7, S các thứ vân vân, thì đó chính là không bị loại bỏ đi cái cũng như là không bị thêm bất kỳ một cái logo của nhà mạng nào, hoặc là loại bỏ đi cái logo của Samsung ở trên chiếc S8 này. Và mình đánh giá rất cao cái điều này bởi vì trông nó chẳng có gì so với phiên bản quốc tế cả. Nếu như mà các bạn không soi kỹ thì cũng chẳng biết đâu là phiên bản quốc tế cũng như đâu là phiên bản sách tay đâu. Và về bên trong thì chúng ta sẽ có một vài những cái ứng dụng nhà mạng, như hiện tại mình đang có ở đây là của nhà mạng SKT, thì nó sẽ chỉ có đơn giản gọn nhỏ gọn lại được có 3 ứng dụng nhà mạng mà thôi. Cái điều này thì rất là tốt cũng như là mình đánh giá rất cao, bởi vì 3 ứng dụng nó không quá là nặng nề cũng như không quá chiếm nhiều bộ nhớ và dung lượng RAM của các bạn, không giống như ngày xưa cũng như là có những cái phiên bản Mỹ thứ thì nó sẽ có rất rất là nhiều, nhất là Verizon thì mình nhớ rằng nó phải lên đến gần chục app đến từ nhà mạng cơ. Và cái sản phẩm này thì thực sự là rất tốt cái khoản đó. Còn về cấu hình thì sao? Thì phiên bản Hàn các bạn cứ yên tâm, chúng ta vẫn sẽ có con chip đó chính là cây nhà lá vườn Octa-Core 8895. Thì với cái con chip này cũng như đi kèm với 4GB RAM thì thực sự phải nói rằng là nó chẳng khác gì so với cả hàng quốc tế. Thì cái trải nghiệm cũng như là cái cách sử dụng về tốc độ của các bạn trong cái quá trình mà các bạn dùng máy ấy, thì nó cũng không có gì là phải bàn cãi nhiều, cũng như là nó vô cùng là ổn định và mượt mà. Và những tựa game phang lên đây thì vẫn rất là ok, nhưng mà có một điểm mình không hiểu sao, đó chính là cái tựa game PUBG Mobile thì chơi trên cái dòng sản phẩm S8 này thì có một cái cảm giác gì đó nó rất là không được tự nhiên, cũng là không được thoải mái cho lắm, nó hơi là giật lag nhẹ. Cái đấy mình cũng không hiểu tại sao, nhưng còn những cái tựa game khác 3D nặng nề hơn như là Mortal Kombat X cái thứ, Modern Combat cái thứ vân vân thì nó chơi rất là mượt mà và không có cái gì để chúng ta có thể là bàn cãi được cả. Và về màn hình thì cũng là một điểm mạnh với kích thước là 5.8 inch, độ phân giải là 1440x2960 pixel. Thì với cái tỷ lệ 18:5:9 thì nó cũng đem lại một cái trải nghiệm, đầu tiên là cầm nắm nó nhỏ gọn hơn, nó thiên về chiều dài. Cái thứ hai là chúng ta có thể tận dụng được một cái màn hình lớn mà không bị quá là to trên một cái thiết bị tối giản về màn hình như thế này. Và mình nghĩ rằng với cái trải nghiệm cùng với tấm nền Super AMOLED thì nó sẽ đem ra cho các bạn những cái trải nghiệm về xem phim hay là chơi game là cực kỳ là đã ở trên cái chiếc Samsung Galaxy S8. Và cuối cùng là về thời lượng pin thì chúng ta với 3000 mAh thì mình đánh giá Samsung Galaxy S8 có một thời gian trải nghiệm về thời lượng pin là ok, nó đủ dùng cho vào một ngày. Và điểm đặc biệt, điểm mà mình quan trọng nhất mình muốn nói trong video này thôi, nó không còn là về chi tiết về S8 nữa, bởi vì đã có quá là nhiều những cái video về S8 rồi. Và mình chỉ muốn nói rằng là Samsung Galaxy S8 hàng Hàn sách tay đang cực kỳ là ngon cũng như là bổ, mà nó lại còn thực sự là rẻ nữa so với cả là hàng công ty, nên đây sẽ trở thành một món hời dành đến cho những bạn nào mà yêu thích sử dụng một cái chiếc máy flagship nhưng mà tài chính kinh tế lại không quá là dư giả thì có thể là phân vân đến cái sản phẩm này. Và đây rõ ràng là một dòng sản phẩm có thể nói rằng là flagship tầm trung. Vậy thì các bạn nghĩ sao về cái sản phẩm này và nó còn rất là nhiều những cái tính năng hay ho khác nữa, thì đừng quên để lại comment ở phía bên dưới nhé. Và muốn mình so sánh những sản phẩm này với sản phẩm nào thì cứ hãy để lại ý kiến của các bạn ở phía bên dưới. Còn đến đây thì video xin kết thúc và xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau.